mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ máy DC105S nha các bạn. Hôm nay máy 105 thu hoạch lúa 5451 đồng xã Thịnh Hòa, huyện Dầu Tiền, Kiên Giang nha. Hôm nay thì máy 105 cách 5451 thì bà con mình bán được 7.700 kg nha các bạn. Lúa ở đây thì chủ ruộng có chia sẻ là tầm 15 bao một công các bạn. Ở đây hồi buổi sáng cắt sớm nhưng mà có một cái nó bị nhão quá đất á, rồi kêu anh chủ ruộng khai nước vô giờ mới ra chữ tù rồi nha. Rồi lúc qua anh chạy đi xả bánh cái rảnh mới vô lại ha. Đang thu hoạch buổi trưa các bạn. Sáng giờ chiếc máy này cắt trên 20 công rồi. Của này nhìn thấy cái bông khá là trúng các bạn. Khai nước vô chạy được rồi. Bỏ cho không hiểu không cắt nhiều đấy thì bệnh luôn rồi.
này là mày mày xịt thuốc bỏ quyền tao hai năm nay tao đâu vậy, cái này tao xịt cho chết luôn kìa, cái nước tao để mùa lụ chạy banh hết trơn à, đừng có ấy nữa nó chạc bằng hết trơn à, cái này chạc là xả luôn tính bình lấy bình thuốc cho chết mẹ tao còn có hai bình tao để nữa chứ nào lúc tao xịt đâu có mà. Tràn nước qua đây hả? À? Kéo ơi sao lên nó dễ hơn nè. Là quyết định là kéo ở phía trước. Quay quýnh lộn nó cho không? Ủa má cái lúa chưa ngồi ra nước rồi quýnh nó, quýnh lộn quay vô luôn. Cắt rồi đấy, ta chưa cắt khai nước cho chơi phải không? Đây các bạn để cắt cái đường lúa đó rồi mới kéo mấy kia qua nha. Năm nay năm mà đúng thì mới phải mưa kéo núi các bạn. Sau khi nhờ cái miếng ruộng chỗ máy 70 này cắt một lỗ ở đó để làm cái vị trí mà kéo mấy trăm mấy năm, bây giờ mấy anh bắt đầu đưa cái lái vô được rồi kéo các bạn. Rất là nặng nha các bạn. Rồi giờ mình chờ xem cái cảnh mà hai chiếc máy này tiếp tục thu hoạch lúa nha các bạn.
105 qua đây các bạn. Đến gần mới được. Chua nè chứ. Dưới đây ngồi chua nè, dưới đây nó cũng đúng nè.